hôm nay mình sẽ thử nấu cái món vịt bằng cái nồi start trong lò nướng xem thế nào, bởi vì mình đã xem rất nhiều review mọi người nói để dùng rồi. Chủ yếu là cái này thì nó phục vụ cho các món Âu nhiều hơn. À, mình sẽ kết hợp thử cả Âu lẫn Á xem như thế nào. Vì cái nồi này nó tích hợp là không cần đun, không cần quá nhiều nước hay là dầu, nó vẫn nướng được con vịt rất là ngon. Nên mình sẽ thử xem. Đầu tiên là mình sẽ ướp một chút thôi. Cái này chủ yếu gia vị là mình dùng rau củ quả này, rất nhiều loại này, có vị của cam này. Đây mình có vắt một chút nước cam vào. Chủ yếu cái này cho nó lên màu đẹp thôi, còn thực ra để màu tự nhiên của nó cũng được. À, mình muốn màu nó đẹp hơn thì mình có một chút gia vị. Cái nướng này thì các bạn không cần phải bỏ nước nha. Còn bình thường là nếu như mình nấu cái nồi này ở trên bếp thì mình bắt buộc phải có một tí nước hay một tí dầu. Nồi này không bao giờ nấu không được. Đó, bây giờ mình sẽ kết hợp và mình sẽ cho vào nồi, cái nồi này mình lót ở dưới một ít hành tây này. Cái nồi này mình mua là size 29, vừa khít cái con vịt này. Cho xem xíu nấm này. Súp lơ, măng tây, đại loại là nhà các bạn có gì thì cho cái đấy thôi, không quan trọng. Cho một ít tỏi vào nữa cho nó thơm, nó dậy mùi thơm. Này có thể nướng vịt, nướng gà tùy thích. Này mình sẽ ướp khoảng độ từ 30 đến 1 tiếng rồi mình sẽ đem đi nướng. Đó. Này mình vài lát tỏi. Mình đã ướp sau khoảng 1 tiếng. Bây giờ mình sẽ cho vào lò nướng để nướng nha. Thấy nó có vẻ lên màu sẽ rất đẹp đấy, không biết thế nào. Bây giờ mình sẽ cho vào trong lò nướng của mình. Đó, cái nồi này coi như vừa khít cái lò nướng luôn. Chọn chế độ là nướng này. Anh chọn nhiệt độ cho mình nướng khoảng 280 độ đi. Trong 30 phút. Đó. Sau khi mình nướng được 30 phút thì các bạn chắc chắn là phải nướng thêm nữa. À, mình sẽ thử xem là lấy cái que chọc xem nó như thế nào đã này. Tình hình chọc vào cái lườn và cái đùi.
như vậy mà này. Có khi này nó lại không ngon như chị. Chưa ăn thua đâu. Vẫn còn da rẻ nặng nữa. Thôi, mình sẽ nướng thêm nha. Đấy, hôm nay là thử nghiệm. Lần sau thì sẽ có kinh nghiệm hơn. Phút nữa đi, tăng thử nhiệt độ lên khoảng 300 đó. Đây các bạn, sau khi mình nướng khoảng độ thêm 40-50 phút nữa đấy thì là mình đã chọc thử rồi, nó không có máu nữa và con vịt là gần như là nó mềm tơi luôn. Bây giờ mình sẽ mang ra để thưởng thức.